sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với bài múa dân tộc Lâm Sơn Nga đến từ công nhạc Tây Hồ Thông Hóa Quảng Bố. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón xem. Giọng hát em như lời ru suối trong
ngoài đi chút đi thôi.